Thẻ của Giang này, sao nó lại ở đây nhở? Thế thì chắc chắn Giang đã đi qua đây rồi. Không biết có chuyện gì không nữa. Lại đăng ký hỏi đi. Chị ơi, chị có thấy cô này đi qua đây không ạ? À có, lúc nãy chị vừa thấy cô ấy đi trên đường này này. À, em cảm ơn ạ. Cảm ơn chị. Thế là chị ạ? Không biết Giang đi đến đây làm gì nhỉ? Bà hỏi tôi biết hỏi ai. Tự nhiên tôi thấy lo lo. Bà đừng có mà nghĩ linh tinh. Chắc là Giang chỉ loanh quanh ngắm cảnh đâu đây thôi. Mình đi thế này còn vài trăm mét nữa đến nhà ông rồi đấy. Hay là ông thử gọi lại cho Giang xem, có khi bây giờ Giang đang ở nhà ông ấy. Để tôi gọi. Điện thoại không có sóng. Bảo sao lúc nãy gọi điện cho mang Giang mãi không được. Thường ơi. Gì đấy? Lại có đôi giày cao gót ở đây nhỉ? Lạ nhỉ. Làm gì có ai đi giày cao gót ở cái đường này. Chắc là của Giang rồi. Mà giày ở đây, thế người ở đâu nhỉ? Hay là bây giờ chia nhau ra tìm đi. Ông đi đường này, tôi đi lối này. Có tìm được ra hay không thì một tiếng nữa gặp lại nhau ở đây nhá. Ok, đưa tôi cầm cho.